Doma, 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 des. Doma, 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 des. Doma, 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 des. Chị Cà Chua xin chào tất cả các em. Các em ơi, trong khu vườn cà chua của chúng ta, những ai là fan của bạn mèo máy thông minh Doraemon đáng yêu, dễ thương thì hãy điểm danh bằng một cái like cho chị Cà Chua nha. Tại vì hôm nay chị Cà Chua sẽ dẫn chúng ta đi vào thế giới vui nhộn, những nhân vật hoạt hình và những bảo bối thần kỳ trong câu chuyện Doraemon. Ta-da! Đây là các em, chị Cà Chua có những quả trứng bất ngờ. Trước đây thì chị đã bóc rất là nhiều trứng Kinder Surprise, những quả trứng bất ngờ khác. Nhưng hôm nay là một chủ đề vô cùng đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện. Đó chính là những quả trứng bất ngờ Doraemon. Đây là các em. Các em biết không, đây là những quả trứng thần kỳ đó. Nó xuất xứ từ Nhật Bản và hình như là mới được ra mắt cuối tháng 8 vừa rồi đó, ngày 28 tháng 8. Nhưng mà đến tận bây giờ chị Cà Chua mới mua được đó. Chị rất là háo hức. Chị nghĩ là bên trong này sẽ có những cái bảo bối hoặc là những nhân vật hoạt hình. Chúng ta sẽ không biết được bên trong có gì, vì vậy nó mới gọi là trứng thần kỳ đó các em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá nha. Các em xem nè, phía bên ngoài bao bì rất là đẹp luôn. Có những nhân vật như là Doraemon, Doremi, Suka, Nobita, Chien, Seiko. Và hoàn toàn bằng tiếng Nhật. Cho nên là chị Cà Chua không biết là nó ghi cái gì luôn. Đây là hàng nội địa mà, không có xuất khẩu đâu các em nha. Rồi chị sẽ bóc thử quả đầu tiên. Ôi, vô cùng dễ thương. Ôi, chấm bi này các em. Wow, đây là lần đầu tiên mà chị Cà Chua cảm thấy là có một cái quả trứng mà nó dễ thương như thế này luôn á. Người Nhật Bản họ rất là cẩn thận luôn các em ạ. Tại vì đây là trứng sô-cô-la. Lúc mà chúng ta bóc ra thì bên ngoài sẽ là một lớp sô-cô-la, cho nên là nó rất là dễ vỡ. Người ta đã sản xuất ra một cái hộp như thế này để chống cho là chảy và vỡ đó các em ạ. Chị sẽ để tạm lên chiếc đĩa này. À, giống y chang luôn. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá xem những bí mật gì ẩn bên trong ha. Cũng như những quả trứng bất ngờ khác thì là một lớp sô-cô-la bên ngoài. Đó, được tráng một lớp sữa bên trong. Chị sẽ bóc quả đầu tiên xem. 1, 2, 3. Cái chú biết rồi. Đây là một bạn, chị sẽ gác lên cho các em cùng xem. Đó là rất là dễ thương luôn. Đáp rất là dễ luôn. Yeah, trai cô xin chào tất cả các bạn. Mình là em gái của anh trai em đây. Rồi, chúng ta khám phá bí mật thứ hai bên trong quả trứng này. Gì đây ta? À, chị cũng biết rồi. Chắc rất nhiều em biết luôn, hầu như tất cả các em đều biết. Đây là bạn Seiko. Bạn ấy đang cầm một cái bộ điều khiển đó, đồ chơi. Bạn đang điều khiển cái gì vậy ta? Chị đoán là một chiếc máy bay. Ồ, dễ thương quá. Xin mời Seiko ngồi kế bạn trai cô. Và quả trứng thứ 3. Tèn tèn, chúng ta có gì đây nào? Ồ, chị biết rồi. Rất dễ thương. Đây là một bạn Suka.
Để chị xem là bạn ấy đang làm gì đây. À, bạn Suka đang kéo đàn violon này các em. Bạn ấy có đôi giày màu hồng, cái váy màu xanh và cái áo màu hồng. Quả trứng thứ tư. Nãy giờ chị vẫn chưa được một bạn Doraemon nào. Chị hy vọng là 5 quả trứng này thì chị sẽ có đủ 5 bạn. Oh, có vẻ có rất là nhiều đồ các em ạ. Các em ơi, chị gà chua đố các em luôn á. Đây là bạn gì? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ghép vào. Cái này sẽ ghép vào đây. Đó. Và cuối cùng sẽ ghép như thế này. Khá là khó các em ạ. Các em biết đây là ai không? Đây chính là bạn Doremi đang ngồi trong cỗ máy thời gian đó. Cái cỗ máy thời gian này rất là đẹp nè. Nó có một cái màu hồng đậm. Ở trên này nó có giống như cái anten vậy đó. Phía bên này là một giống như là một cái gì đây ta? Cái nhận diện vũ trụ hả? Tại vì nó có hình vũ trụ ở đây. Bên dưới sẽ là hai chiếc lá bông hoa. À, đây là hình bông hoa đó các em ạ. Và quả trứng cuối cùng. Chị rất là hồi hộp, không biết là chị sẽ thu được bất ngờ gì. Ô, quả trứng này đã vỡ rồi. Chị cầm thấy cũng nặng nặng. 1, 2, 3. Wow, rất là to nha. Đây là một bạn, chị đoán là một bạn Chayen. Đúng rồi, bạn Chayen đang cầm cái mic để hát nè. Yeah, bạn trai em này là to nhất luôn đó các em. Ô, vậy là chúng ta không thu được Doraemon và Nobita các em ạ. Ở đây là chúng ta có đầu tiên là Chaiko, em của trai em. Thứ hai là Seiko. Thứ ba là Suka. Thứ tư là Doremi ngồi trong cỗ máy thời gian. Và cuối cùng là bạn trai em đang cầm mic để hát. Các em ơi, tuy rằng chị Gà Chua chưa sưu tập được bảo bối nào của bạn Doraemon hết. Và ở đây thì chúng ta cũng không có bạn Doraemon. Tuy nhiên là chị cảm thấy là 5 nhân vật này cũng vô cùng đáng yêu. Chị nghĩ là trong câu chuyện của Doraemon thì có rất là nhiều em không thích giọng hát kinh khủng khiếp của bạn trai em một tí nào luôn đúng không? Và bạn Seiko mỏ nhọn nữa, bạn này thì hay xúi dục bạn trai em đi tìm bắt nạt và đánh Nobita. Thật là kỳ cục đúng không? Nhưng bù lại thì chị Gà Chua đã có một bạn trai cơ rất là đáng yêu. Bạn Suka rất là tài năng và thông minh. Và bạn Doremi tốt bụng nhân hậu. Còn các em thích nhân vật nào nhất trong 5 nhân vật mà chị Gà Chua vừa sưu tầm được thì hãy để lại comment bên dưới cho chị Gà Chua cùng biết với nha. Còn bây giờ chị sẽ ăn thử sô-cô-la Nhật Bản thử xem là trứng sô-cô-la Nhật Bản này có gì khác so với trứng Kinder Surprise của những nước khác ha. Thực ra chị Gà Chua thấy là trứng của Nhật Bản thì nó cũng không có khác gì mấy. Tuy nhiên là các em xem nè, cái lớp sô-cô-la và cái lớp sữa như là nó bằng nhau. Như những nước khác thì người ta chỉ tráng một cái lớp sữa thật là mỏng thôi. Nhưng mà trứng của Nhật Bản thì lớp sữa rất là dày. Các em xem nè, đó. Chị hy vọng là ăn nó cũng sẽ rất là ngon. Wow, thật là bất ngờ. Các em biết gì không? Trong trứng này á, lúc mà ăn thì chị cảm nhận là có vị sô-cô-la, vị sữa và xen lẫn vị đậu phộng nữa các em ạ. Rất là lạ so với trứng Kinder Surprise của những nước khác. Những nước khác thì chỉ có sô-cô-la và sữa thôi. Còn ở Nhật Bản thì chị cảm nhận có cái vị đậu phộng. Và cái vị ngọt á, thì nó hơi hơi ngọt thôi, nó ngọt nhẹ. Đây cũng là đặc điểm của bánh kẹo Nhật Bản là nó không quá ngọt như bánh kẹo của những nước khác đó.
Chị cà chua hy vọng sau này nếu có điều kiện chị sẽ sưu tập thật là nhiều trứng Doraemon để sưu tập những bảo bối nè. Ví dụ như chị rất là thích cánh cửa thời gian á, cánh cửa thần kỳ á, chúng ta có thể đặt cánh cửa ở đây, mở ra đến những cái nơi mà chúng ta mong muốn trong tích tắc, chỉ trong vài giây thôi các em, và cũng mấy thời gian nữa. Ví dụ như là chị đang ngủ dậy buổi sáng rồi nhưng mà chị còn buồn ngủ thì chị sẽ vặn cũng mấy thời gian tới cái thời điểm là đêm hôm trước, thế là chị lại được ngủ một giấc nữa. Đúng là chị tưởng tượng quá các em ạ. Cái đấy là chỉ có trong chuyện thôi, không có đời thực đâu. Nếu mà có ngoài đời thực thì chắc là có rất là nhiều em cũng mơ ước giống như chị đúng không? Tại vì hiện tại thì mùa đông rất là lạnh, mỗi ngày thức dậy thì chúng ta đều không muốn chui ra khỏi chăn đúng không? Còn bây giờ video này đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu như các em thích video này thì hãy bấm like cho chị Cà Chua nha. Bye bye các em, hẹn gặp lại các em những video sau.